Thưa quý vị, sáng nay, Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Nửa nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn đã đồng lòng, nỗ lực, kịp thời điều chỉnh, đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được tập trung chú trọng đẩy mạnh, có trọng tâm, trọng điểm. Lãnh đạo thực hiện hiệu quả chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt lãnh đạo thực hiện mục tiêu kép. Nhờ đó, công tác thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao. Tính đến nay, có 9 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, 3 trên 12 chỉ tiêu chưa đạt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2023 vẫn không đạt kết quả như mong muốn. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng nhưng quy mô kinh tế nhỏ lẻ chưa tận dụng, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của quận. Việc lãnh đạo chỉ đạo trên lĩnh vực quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, văn hóa xã hội, giải tỏa, đền bù vẫn còn hạn chế. Nhiều dự án quan trọng trên địa bàn quận đã được đề ra từ đầu nhiệm kỳ nhưng chậm triển khai thực hiện. Đây là những vấn đề được hội nghị quan tâm cho ý kiến, giải pháp để trong nửa nhiệm kỳ còn lại có sự bứt phá, hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.